Xin được kính mời thầy tiến sĩ Dương Thành Bình, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường, cô Lê Nguyễn Duy Phú, phó bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng nhà trường, cô Nguyễn Thị Ánh Nga, chi ủy viên, phó hiệu trưởng nhà trường, thầy Nguyễn Văn Đạt, chủ tịch công đoàn, cô Nguyễn Thị Quỳnh Trì, bí thư chi đoàn, cùng bước lên sân khấu để chúng ta cùng nhận món quà từ các anh chị ban đại diện phụ huynh của phụ huynh khối lớp 5 xin được đọc. Trường em ngồi trường mới trên trên, một lần trong nắng vàng rơi bầu trời xanh thẳm. Em yêu cô thầy cho em bài học hay, cho em đường đi tới tương lai đem vẫy gọi. Em yêu trường em còn từng đó sân chơi, em yêu những nét cười của bạn bè thầy cô. Để chuẩn bị các bạn thành thành trao tặng món quà. Rồi các bạn học sinh ở thầy nghĩa ơi. Rồi các bạn hãy cùng thầy nghĩa đến cặp ta từ 3 đến 1 nào. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Nó rất lớn nào. Đây là một món quà rất ý nghĩa và thầy cũng hy vọng rằng tất cả các em chúng ta sẽ sử dụng nó một cách có ích nhất để chúng ta có thể hoàn thiện các bài học của mình. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn tất cả các anh chị trong ban đại diện phụ huynh của khối lớp 5, cũng như các thầy cô trong ban giám hiệu, chủ tịch công đoàn và bí thư chi đoàn đã trao tặng cũng như đón nhận món quà thật ý nghĩa. Xin trân trọng cảm ơn thầy cô và anh chị. Và sau đây xin được mời thầy cô trong ban giám hiệu cùng nắm lại sân khấu một chút và đại diện của các đại diện phụ huynh của lớp 52 có một món quà dành tặng cho các thầy cô trong ban giám hiệu. Và xin mời thầy cô trong ban giám hiệu cho thầy bước lên phía trên ạ. Và xin mời các anh chị phụ huynh trong khối lớp 5 chúng ta hãy cùng bước lên phía trên chụp những tấm hình lưu niệm cùng các thầy cô trong ban giám hiệu. Trường em ngồi trường mới trên trên, một lần trong nắng vàng rơi bầu trời xanh thẳm. Em yêu cô thầy cho em bài học hay, cho em đường đi tới tương lai đem vẫy gọi. Em yêu trường em còn từng đó sân chơi, em yêu những nét cười của bạn bè thầy cô. Em yêu mái trường cho em niềm mơ ước, cho em niềm khát khao xây đất nước đẹp giàu. Một trường đó em yêu mãi cho lê đức hòa, một chiến sĩ kiên cường đấu tranh vì độc lập tự do cho quê. Một trường của chúng em mãi cho lê đức hòa, hòa nhập và tiến tiến luôn bằng xanh xây đời, cho em mong ngày hắn xây ngày đêm lớn để cùng nhau cố gắng. Trường em ngồi trường mới khang trang, vươn lên trong nắng vàng rơi bầu trời xanh thẳm. Em yêu cô thầy cho em bài học hay, cho em đường đi tới